Sơ Phạm Huấn xin kính chào toàn thể quý cô ba anh chị. Hôm nay em lại tiếp tục lên video để giới thiệu cho quý cô ba anh chị về các cái sản phẩm của bên em, cũng như là giới thiệu một số các cái sản phẩm mới đấy, cập nhật để phục vụ cho các bác nhu cầu cuối năm đấy. Rất nhiều các cái sản phẩm mới, các bác có nhu cầu mua sắm thì vui lòng liên hệ với các cái số hotline của bên em đây. Các bác có thể gọi điện, nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn và gửi hàng cho các bác. Một số các cái lưu ý dành cho các bác đó là các bác đã gọi điện thì không nhắn tin để tránh việc sốt em lên đơn nhiều lần. Lưu ý thứ hai là các bác nhận hàng thì kiểm tra hàng cùng ship. Có vấn đề gì thì liên hệ lại với shop, bên em sẽ xử lý luôn. Và cái lưu ý thứ ba là các bác cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, chọn mua các cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như túi tiền của mình, tránh bom hàng. Rồi không để các bác chờ đợi lâu thì sau đây em đi vào chi tiết giới thiệu các cái sản phẩm của bên em. Sản phẩm đầu tiên em giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái con máy hút bụi vuông. Hút bụi này thì nó là dạng mini cầm tay các bác nhá. Cuối năm rồi các bác mua về để lau chùi dọn dẹp rồi dọn dẹp nhà cửa. Đây, bộ sản phẩm của nó ở trong hộp như này, bao gồm một con máy như này, thân nó rất là nhỏ gọn thôi. Đây có hai đầu, có hai đầu hút này và có cả dây sạc cho các bác luôn. Đấy, bộ của nó là sẽ chỉ có dây sạc thôi nhá. Dây sạc thôi. Về đây một đầu các bác cắm vào thân máy, một đầu các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Các bác sạc đầy pin cho em sau đó là sử dụng. Đây. Nó có sẵn đầu rồi, về các bác lắp đầu này vào giúp em nhá. Này lắp này vào giúp em, có cái nút công tắc bật tắt đây, các bác bật vào là sử dụng thôi. Đây em hút thử cho các bác cái bát gạo này nhá. Đây. Đấy. Rất là nhanh gọn luôn. Đấy, cái này các bác vệ sinh cũng rất là dễ luôn. Đấy, mình chỉ cần tháo cái phần này ra. Tháo cái phần đầu này ra, đổ ra là xong thôi. Đấy, xong các bác lắp vào sử dụng chưa em? Đấy, cái này thì nó là máy mini cầm tay thôi, nhưng mà nó chạy khá là khỏe. Các bác có thể dùng để vệ sinh, ví dụ như là bàn ghế này, hay là tủ này, hoặc là những cái cạnh, những cái góc ở giường các thứ các bác cũng có thể dùng được nhá. Đây, rất là tiện, rất là tiện, rất là nhỏ gọn. Cái đầu này thì khi nào dùng thì các bác lắp vào. Đây, có cả một cái phần đầu này nó là bằng lông, thì mình có thể là vệ sinh ở cái những cái khe ghế các thứ luôn, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, lưu ý cho các bác là dây sạc của nó là không có kèm củ nhá, không có kèm củ đâu, chỉ có dây sạc này về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được thôi. Các bác cứ sạc đầy, cắm sạc đầy sau đó là sử dụng cho em. Lưu ý là trong quá trình vận chuyển thì có thể là cái phần máy nó sẽ hết pin. Nó sẽ hết pin, các bác về các bác cắm sạc đầy cho em rồi sau đó sử dụng nhá. Chứ nhiều khi các bác nhận hàng các bác bấm nó không lên các bác lại bảo là máy hỏng thì không phải đâu ạ. Đấy là nó hết pin, đấy về các bác cứ cắm pin vào, cắm đầy pin sau đó là sử dụng cho em. Cái con hút bụi vuông này thì bên em đang bán với giá là 250.000. Bây giờ cuối năm rồi em xả kho thanh lý cho các bác, giá chỉ còn 170.000. 170.000 và bao ship. Bên em thì có hai mã hút bụi, đó là hút bụi vuông và hút bụi ống, nên là các bác lên rõ mã giúp em nhá. Đấy, hút bụi vuông. Hút bụi vuông nó là cái dòng mini thôi, mini cầm tay thôi, nhưng mà máy của nó chạy rất là khỏe. Đấy, cuối năm các bác mua về để dọn dẹp nhà cửa. Đấy, những cái góc nào mà mình tay mình không thể nào mà làm sạch được thì các bác sử dụng con máy này cho em rất là tiện luôn và rất là sạch sẽ luôn. Các bác lên mã cho em là hút bụi vuông. Hút bụi vuông bên em đang bán với giá là 170.000. 170.000 và bao ship. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái lọ tẩy xanh. Tẩy xanh này thì nó chuyên được sử dụng để dùng để tẩy rửa các cái vết bẩn ở trên bám ở trên xoong nồi. Đấy, tẩy xanh đây chuyên dùng để tẩy rửa xoong nồi các bác nhá. Một cái hũ này của nó thì trọng lượng của nó là 450g, 450g. Các bác có thể là dùng là mình bôi trực tiếp lên ví dụ phần đít nồi đấy, hoặc là cái phần quai của nó mà lâu ngày nó rỉ sét hoặc là dầu mỡ nó bám nó bẩn. Các bác dùng nước rửa bát lau nhưng mà nó không sạch được, rửa nhưng nó không sạch được thì các bác sử dụng cái này cho em, mình bôi trực tiếp lên, sau đó là để một lúc rồi mình dùng khăn mình lau lại là nó sạch nhá, tẩy rửa mọi vết bẩn luôn ở trên xoong nồi, rồi kể cả mình cũng có thể sử dụng để mình lau những cái vết bẩn ở trên bàn bếp ga ở trong nhà bếp cũng được. Cái lọ tẩy xanh này thì bên em đang bán với giá là 40.000, hôm nay em giảm giá xuống còn 35.000. Đấy, 35.000 cho một hũ tẩy xanh hàng của Hàn Quốc, Liner Beauty. Đấy, chuyên tẩy rửa, vệ sinh các cái thiết bị ở trong nhà bếp, xoong nồi, tẩy rửa rất là sạch sẽ luôn. Hạn sử dụng của nó là đến ngày 15 tháng 11 năm 2025. Đấy, các bác mua từ 4 hũ. 4 hũ là bên em sẽ bao ship, các bác lên mã cho em là tẩy xanh nhá. Tẩy xanh của Hàn Quốc, hàng rất chất lượng luôn. Cái này thì ngoài ra thì bác có thể dùng để lau chùi, ví dụ như là vành xe các thứ cũng được luôn này. Đấy, ở trên này, trên cái lọ này nó có in hình như này.
mình có thể sử dụng để rửa vành xe các thứ cũng rất là sạch luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là tẩy xanh nhá. Tẩy xanh bên em bán với giá là 35.000, 35.000, và các bác mua từ 4 bút là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái móng nâu đây. Bộ sản phẩm của nó là bao gồm các cái dụng cụ để mình bấm móng tay. Bấm móng tay. Đây. Sản phẩm của nó là ở trong một cái ví như này, bao gồm đầy đủ, nó có ba cái bấm móng tay này, một cái kìm cắt này, một cái kéo để tỉa lông mũi để cắt lông mũi này, rồi có cả rũa này, cả bấm móng tay, cả nhíp này, cả que nặn mụn, đầy đủ hết. Đấy, một bộ nó đầy đủ như thế này. Bên trong một cái ví nhỏ gọn cầm tay. Đây, có cả khuy đây, các bác bấm vào cho em. Đấy, cái này thì mình có thể mang đi nhá. Đi làm hoặc đi chơi mình có thể bỏ vào trong túi sách, cầm đi rất là tiện luôn. Nó rất là nhỏ gọn, khi nào mình cần sử dụng thì mình lấy ra mình dùng, sau đó mình cất đi thì nó rất là nhỏ gọn, nó giống như một cái ví cầm tay này thôi. Cái bộ ví nâu này thì bên em đang bán với giá là 50.000. Đấy, 50.000 cho một bộ. Các bác mua nguyên cái bấm móng tay đã mất 30.000 rồi, mà đây các bác mua cả bộ. Đấy, bao gồm cả rũa, cả nhíp, cả que nặn mụn, rồi là có cả que để lấy dây tai, rồi cả kìm bấm, cả kéo tỉa mũi, rồi ba cái bấm móng tay này mà chỉ có 50.000, quá là rẻ luôn các bác nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là ví nâu. Ví nâu bên em bán với giá là 50.000. Đấy, cũng cuối năm rồi, xả kho thanh lý cho các bác. Giá rất là rẻ luôn. Các bác lên mã cho em là ví nâu 50.000. Đấy, tiếp theo thì hôm nay em lại giới thiệu cho các bác cái con đèn kim. Đèn kim. Đấy, đèn kim. Đèn kim này thì bộ sản phẩm của nó là sẽ bao gồm một cái đế này. Cái đế này nó bằng nhựa, và có cả một cái bó cước. Bó cước này là lúc các bác nhận là nó rời ở ngoài nhá, về là bác cắm vào đây cho em, cắm vào cái phần phần đế này cho em. Bên dưới của nó đây thì các bác lắp cho em ba quả pin con thỏ. Đấy, các bác muốn nhận hàng, kiểm tra hàng, thử hàng luôn thì các bác chuẩn bị sẵn cho em ba quả pin con thỏ nhá. Nhà em lưu ý là cái bộ đèn kim này nhà em không có tặng kèm pin, không có tặng kèm pin đâu ạ, nên các bác muốn check hàng các bác cứ chuẩn bị sẵn cho em ba quả pin con thỏ. Đây, sản phẩm như thế này. Đấy, có bên dưới của nó có công tắc đây này. Đấy, em bật lên cho các bác xem. Đấy, đây em bật đèn thì nhìn nó không rõ lắm, nhưng mà buổi tối thì nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, cái ánh sáng nở bên dưới cái phần đế này nó sẽ chiếu lên và nó tỏa ra cái phần cước này. Đấy, nó tỏa ra rất là nhiều màu. Và cái này thì mình không cần phải điều khiển gì hết. Đấy, các bác cứ lắp pin vào, bật công tắc lên là nó sẽ tự động chuyển đổi màu liên tục. Tổng của nó là đi 16 triệu màu. 16 triệu màu luôn. Cái này các bác dùng để trang trí trong phòng khách, hoặc là mình cũng có thể để trong phòng ngủ và làm đèn ngủ luôn. Rất là đẹp luôn, buổi tối rất là đẹp các bác nhá. Đây, cái đèn kim này thì bên em đang bán với giá là 100.000. Hôm nay em cũng giảm giá xuống cho các bác còn 80.000. 80.000 cho một con đèn kim rất đẹp luôn. Mình dùng làm trang trí trong phòng khách cũng được, mà mình dùng để làm đèn ngủ cũng được luôn, tại vì cái màu nó không quá sáng đâu. Đấy, rất là nhiều màu, đổi màu liên tục rất đẹp luôn. Các bác sử dụng cho em ba quả pin con thỏ. Đấy, bán kèm với cái đèn kim này thì em cũng giới thiệu cho các bác luôn, đó là cái đốc sạc. Đốc sạc này thì bộ sản phẩm của nó là đây, có cái đốc sạc. Đốc sạc này là mình sẽ sạc được đi 4 viên pin nhá. 4 viên pin, đây có dây này, có phích cắm sẵn rồi. Đây, một bộ đốc sạc là có tặng kèm theo 4 viên pin, các bác về các bác lắp pin vào đây cho em, sau đó là cắm điện là mình sạc thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng. Cái pin này được cái là mình có thể tái sử dụng được. Đấy, bình thường các bác mua pin con thỏ dùng một lần hết pin thì các bác vứt đi. Còn đây, cái này thì các bác cứ hết pin các bác lại cho vào đốc sạc, các bác sạc cho em, lại sử dụng bình thường. Đấy, pin này thì em lưu ý là cái pin ở trong đốc sạc này là mình cắm trực tiếp được cho cái đèn kim luôn nhé. Đấy, nó là cái dạng pin con thỏ đây, 1,2V. Đấy, cắm được vào cho đèn kim luôn. Các bác mua cả đốc sạc, cả đèn kim kèm cho em. Đấy, mua cả đốc sạc, cả đèn kim. Đốc sạc này về các bác cắm, các bác lắp pin vào đây, sạc pin đầy cho em rồi cắm vào đèn pin là sử dụng. Đốc sạc này thì bên em đang bán với giá là cũng là 80.000. 80.000 cho một cái đốc sạc. Đấy, các cái sản phẩm mà bên em báo giá dưới 100.000 thì bên em sẽ không bao ship. Không bao ship. Và các cái món hàng đó thì các bác cứ tổng đơn hàng cho em 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, các bác lưu ý giúp em, cái đèn kim là 80.000, đốc sạc 80.000, có tặng kèm theo 4 viên pin. Và em cũng lưu ý luôn là cái pin này nhà em chỉ bán kèm đốc sạc. Bán kèm đốc sạc, không có pin bán lẻ. Đấy, nên nếu các bác mà muốn được 8 viên pin thì các bác mua cho em 2 bộ đốc sạc nhá. Đấy, 80.000 cho một bộ đốc sạc, bao gồm một đốc sạc và có tặng kèm 4 viên pin. Pin này lắp luôn vào đèn kim. Đấy, đốc sạc 80.000, đèn kim cũng 80.000. Các bác mua combo một đốc sạc, một đèn kim 160.000, thêm cho em 20.000 tiền ship.
Đấy, tái sử dụng được cái pin này rất là tiện luôn. Đấy, đỡ tốn kém, vừa bảo vệ môi trường mà lại vừa tiết kiệm. Các bác lên mã cho em mà đốc sạc 80.000. Đèn kim thì em cũng giảm giá cho các bác, hôm nay chỉ còn 80.000 thôi. Đấy, các bác mua về trang trí trong gia đình. Cuối năm rồi, trang trí cho nó đẹp, cho nó lung linh các bác nhá. Hôm nay thì em lại về thêm được một ít cái phong bao lì xì. Đấy, phong bao lì xì rất là đẹp luôn. Cuối năm các bác mua về để đựng tiền vào đây rồi thì lì xì cho con cho cháu. Đấy, cái phong bao lì xì này thì tất cả các cái đơn hàng của các bác từ 300.000 trở lên là em sẽ tặng cho các bác một cái gói phong bao lì xì như này. Đấy, rất là nhiều hình đẹp. Chúc mừng năm mới, Happy New Year đây. Đấy, các bác cho tiền vào đây rồi mừng tuổi cho con cháu nhà mình. Đấy, cái này thì nhà em bán thêm thôi, bán thêm gọi là để làm món quà cho các bác cuối năm thôi. Các đơn hàng trên 300.000 thì em sẽ tặng tặng miễn phí cho các bác nhá. Còn nếu các bác có nhu cầu mà mua thêm để mình về mình sử dụng thì em bán với giá là 20.000, 20.000 ba gói. Đấy, 20.000 ba gói. Mỗi gói này của nó là đi 8 chiếc, 8 chiếc. Đấy. Em bán 20.000 ba gói, tính ra chưa đến 1.000 đâu. Đấy, các bác mua trong đơn hàng của mình nhé, thì các bác mua thêm về để Tết mình sử dụng, mình đỡ phải đi ra chợ mình mua. Đấy, em tiện công em ship cho các bác luôn, 20.000 ba gói, 20.000 ba gói. Còn các cái đơn hàng của các bác trên 300.000, trên 300.000 là em sẽ tặng cho các bác một gói phong bao lì xì như thế này. Đấy, gọi là có chút quà cuối năm, có chút quà cuối năm để tặng các bác, cũng như là cảm ơn các bác trong một năm qua đã theo dõi và ủng hộ giúp em. Tiếp theo thì hôm nay em lên cho các bác một cái con máy rót rượu này thì cuối năm rồi, nhu cầu của các bác cần sử dụng. Đấy, các bình thường các bác ăn uống rót rượu các bác cứ phải cho vào bát rồi thì lót túi bóng rồi cho nước cho đá, nó rất là lỉnh kỉnh. Đây, bây giờ nó ra một cái sản phẩm mới rất là tiện dụng luôn. Đây, nó là cái máy rót rượu tự động. Cái này thì các bác đây, nó không có củ sạc, nó không có củ đâu. Các bác, nó cũng là dây cắm đầu USB này. Về một là các bác cắm qua cái củ sạc điện thoại nhà mình. Hai là các bác mua cái ổ điện xanh ở nhà em là các bác cắm trực tiếp vào cái đầu USB này luôn, là sử dụng luôn, rất là tiện luôn. Rượu thì các bác rót vào bên dưới này nhá, bên dưới nó có khay inox. Đấy, nó có khay inox để rót rượu. Đấy, còn cái bình nhựa bên dưới thì các bác đây, các bác cho rượu vào đây. Bên dưới các bác cho đá nhá. Cho đá ở bên dưới cái bình nhựa, còn bên trên thì các bác rót rượu. Đây, bật máy lên. Bật máy lên đây. Có cái dây sẵn lên rồi, các bác cắm vào cái cắm qua cái củ sạc điện thoại nhà mình hoặc cắm vào cái đầu USB ở trong ổ điện xanh giống như nhà em đang sử dụng đây. Cái nút bên này là mình điều chỉnh nhá. Mình điều chỉnh để mình cho mức rượu ít nhiều nhá. Và một cái nữa là cái này nó rất là thông minh. Đó là nó có chế độ cảm ứng, các bác chỉ cần dơ đặt cốc vào đây thôi là nước nó sẽ tự động chảy. Đấy, tự động chảy luôn. Đấy, các bác không phải lo là chén chú chén ăn chén ít chén nhiều. Đấy, các bác cho vào đây, nó sẽ tự động đong cái mức rượu bằng nhau luôn. Đấy, mình đã chọn chế độ rồi là khi mình đặt cốc vào đây là nó sẽ cảm ứng và nó sẽ tự động rót rượu ra luôn. Đấy, cốc nào cũng bằng, cốc nào đều tom tắp luôn, không chênh nhau dù chỉ 1ml luôn. Đấy, rất là tiện luôn, không cần phải đong ít đong nhiều. Đấy, nó đo bằng nhau luôn. Đấy, em đã chọn mức nước sẵn rồi, chọn mức nước sẵn rồi. Mức độ các bác chọn bên này, các bác có thể dùng ấn vào cái công tắc xanh này để bật, nhưng mà nó thông minh hơn là nó chỉ cần mình đặt cốc vào đây thôi, đặt cốc vào thôi là nó đã tự động nó chảy ra rồi. Và nó đong lượng ở mỗi cốc là bằng nhau nhá, đong lượng mỗi cốc bằng nhau luôn. Đấy, cốc nào cũng bằng, cốc nào hết luôn. Cái máy rót rượu tự động này thì bên em đang bán với giá là 330.000. Dung tích của nó là 1,2 lít nhá. Dung tích của cái bình đựng rượu bên dưới này là 1,2 lít. Đây. Dung lượng pin là 1500 mAh, thời gian sử dụng được từ 5 đến 6 tiếng. Điện áp sạc pin là 5V. Kích thước là 22x18x29. Nặng khoảng 0,5 cân. Đấy, nguồn gốc thì cái này nó là hàng của Việt Nam nhá, Việt Nam mình sản xuất nhá. Đấy. Của nó bao gồm một bộ ướp lạnh rượu này, một bộ điều khiển và một dây sạc pin. Dây sạc pin này thì nó không có củ nhá. Không có củ đâu các bác nhá. Một là các bác cắm qua cái củ sạc điện thoại nhà mình. Hai là các bác cắm trực tiếp vào cái đầu USB. Đầu cắm USB giống như cái ổ điện xanh ở nhà em đây. Đấy, hướng dẫn sử dụng này. Mình cho nước, cho đá vào bát này. Lắp bát inox và rót rượu vào này. Sau đó lắp bộ điều khiển, sử dụng và thưởng thức thôi, rất là tiện lợi luôn. Cuối năm rồi các bác ăn uống tụ tập nhiều, mình sử dụng mua cái máy về cho em sử dụng ở trong gia đình. Đấy, giá chỉ 330.000, 330.000 cho một cái bình rót rượu tự động này. Các bác mua về sử dụng ngày Tết rất là hợp lý luôn. Đấy, 330.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác lên mã cho em là bình rót rượu tự động nhá.
máy rót rượu tự động đấy, máy rót rượu tự động 330.000, 330.000 và bao ship. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái thuốc trị hắc lào long ben. Đấy, hắc lào long ben, các bác mà bị cái bệnh này thì rất là khổ luôn. Đấy, chân tay nó loang lổ trông nó rất là mất thẩm mỹ. Đấy, mà các bác mua cái này về sử dụng cho em. Một tuýp này của nó thì là trọng lượng là đi bao nhiêu đây? 15g, 15g các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật rất là chất lượng luôn. Đấy, cái hộp tuýp cái hộp thuốc hắc lào long ben này thì bên em đang bán với giá là 30.000. 30.000 nó là kem bôi ngoài da. Đấy, các bác cứ bôi trực tiếp lên cái phần da mình bị bệnh. Đấy, các bác bôi lên cho em. Sử dụng 1-2 lần là đã thấy nó có cải thiện, có hiệu quả rồi các bác nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là thuốc trị hắc lào long ben. Thuốc trị hắc lào long ben bên em đang bán với giá là 30.000. 30.000 là các bác mua từ 5 hộp, 150.000 là bên em sẽ bao ship. Đấy, một tuýp này của nó thì là 15g, nhưng mà mình bôi ngoài da thì cũng bôi được khá là lâu. Đấy, các bác mua lên mã cho em là thuốc trị hắc lào long ben nhé. Thuốc trị hắc lào long ben 30.000 hộp, và các bác mua từ 5 hộp 150.000 là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái mã sản phẩm để dùng trong mùa đông này. Đó là cái đôi găng tay xanh. Găng tay xanh của Nhật. Đây, nhà em gọi là găng tay xanh vì màu của nó là màu xanh, nhưng nó chỉ có một màu này thôi. Màu xanh. Đấy, phần mặt trên này của nó thì là cao su non. Cao su non chống trơn trượt. Và một cái lưu ý là cái mặt này thì các bác khi các bác đeo thì các bác có thể vẫn sử dụng được điện thoại cảm ứng bình thường nhá. Thì vẫn có thể vuốt điện thoại, nghe máy, nhắn tin bình thường. Đấy, không như cái găng tay len kia, bình thường mỗi lần các bác muốn nghe máy các bác lại phải rút găng tay ra. Đấy, rất là mất thời gian. Đấy, các bác mua cái này cho em, bên trong của nó là lót nỉ này. Bên trong lót nỉ rất là ấm luôn. Có khóa kéo. Cái găng tay này thì nó không có size nhá. Nhà em bán là hàng free size, nam nữ đeo được hết. Đấy, nếu như mà tay nữ mình nhỏ thì mình kéo khóa lên để cho nó chặt, nó ôm vào cổ tay. Đấy, phần trên này của nó là cao su non và mình có thể sử dụng để vẫn vuốt điện thoại, nghe điện thoại, nhắn tin bình thường. Cái đôi găng tay xanh này thì bên em đang bán với giá là 60.000. Hôm nay em giảm giá cho các bác còn 50.000. Đấy, 50.000 các bác mua về mình đi làm, đi chơi, mình đi ngoài đường, đi xe máy. Đấy, rất là lạnh, rất là cóng tay, các bác mua về sử dụng cho em nhá. Bên em bán với giá là 50.000 một đôi, 50.000 một đôi, và các bác mua từ 3 đôi 150.000 là bên em sẽ bao ship. Bên em thì cũng có rất nhiều các cái mã găng tay nên là các bác lên rõ mã giúp em là găng tay xanh nhá. Găng tay xanh 50.000 và các bác mua từ 3 đôi 150.000 là bên em sẽ bao ship. Đấy, mùa đông ngoài miền Bắc là rất là lạnh, các bác mua về sử dụng cho em, các bác bỏ vào trong cốp xe, khi nào mình đi thì mình đeo vào. Đấy, rất là ấm và rất là tiện lợi. Các bác lên mã cho em là găng tay xanh 50.000 một đôi. Các bác mua từ 3 đôi 150.000 là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì hôm nay lại về được cái lô đấy là cái máy xay tỏi ớt. Máy xay tỏi ớt này thì nó cũng là dạng mini cầm tay thôi, nhỏ gọn thế này thôi. Đây, sản phẩm của nó ở trong hộp như thế này. Đấy, bao gồm một phần một máy và có một cái dây sạc. Dây sạc này về thì các bác cũng cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhé. Cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình là sạc bình thường thôi. Đây, bên dưới của nó đây. Đấy, nó có cái ba cái lưỡi dao này. Cái này thì mình chuyên dùng để xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay hành ở trong nhà bếp. Đấy, nó là cái cầm tay rất là nhỏ gọn tiện lợi thôi. Đấy, khi mà các bác cần sử dụng thì bác mở cái nắp này ra, mình cho tỏi ớt này, cho tỏi ớt, cho tiêu hoặc là cho hành vào đây, đậy nắp vào. Đấy, xoáy chặt vào cho em. Sau đó là mình ấn vào cái phần nút nguồn này. Đấy, các bác nhớ là ấn vào giữ lì cho em nhé. Ấn vào giữ lì cho em là cái lưỡi dao nó sẽ quay. Đấy, nó sẽ xoay, xay tỏi, xay ớt rất là nhuyễn luôn. Đấy, các bác không cần phải dùng dao, dùng thớt, chặt băm làm gì nữa. Mất công, mất sức mà nhiều khi nó lại còn không được nhuyễn. Đây, các bác cho vào máy này cho em. Đấy, vệ sinh, khi vệ sinh thì mình tháo cái này ra. Đấy, mình rửa cái phần bên dưới là xong. Còn cái phần thân máy này bên trên nó không ảnh hưởng gì. Đấy, vì nó có cái phần nắp này rồi, nó đã ngăn cách rồi nên không ảnh hưởng gì đến cái phần máy ở bên trên này nhá. Nó chỉ có ở bên dưới cái hũ nhựa này thôi. Thì các bác tháo ra, các bác rửa cái phần này cho em và rửa cái lưỡi dao này cho em sạch sẽ, cất đi lần sau mình lại sử dụng. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Cái này thì các bác cứ cắm sạc vào, sạc đầy pin cho em để ở dưới nhà bếp, khi nào mình cần sử dụng mình lấy ra mình dùng. Cái máy xay tỏi ớt này thì bên em đang bán với giá là 110.000 và bao ship. 110.000 và bao ship. Cuối năm này nấu nướng nhiều thì các bác mua về sử dụng cho em. Mình để ở trong nhà bếp mình xay tỏi, xay ớt, xay hành, xay tiêu. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là nhỏ gọn, tiện lợi, có cả dây sạc sẵn rồi. Các bác cứ sạc đầy pin là sử dụng cho em nhé. Đấy, máy xay tỏi ớt bên em bán với giá là 110.000 và bao ship. 110.000. Đấy, 110.000 cho một con máy xay tỏi ớt cầm tay. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, mình sử dụng ở trong nhà bếp, vệ sinh cũng rất là tiện. Đấy, các bác lên mã cho em là máy xay tỏi ớt nhé.
xay tỏi ớt 110.000 và bao ship. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái con máy sấy tóc của Nhật. Máy sấy tóc hàng của Nhật các bác nhé. Đây, máy sấy tóc của Nhật. Đấy, máy sấy tóc đây. Phần có máy rồi có dây, dây của nó chắc cũng phải được tầm 1 mét đấy. Đấy, có dây, có phích cắm sẵn lên rồi. Về thì bác cứ cắm vào cái nguồn điện nhà mình là sử dụng thôi. Lưu ý cho các bác là cái máy này nó là hàng Nhật xuất. Hàng Nhật xuất nó sử dụng điện 220V. Sử dụng điện 220V, không cần phải chuyển đổi gì hết. Về các bác cứ cắm vào cái ổ điện nhà mình là sử dụng. Đây nó có hai cái công tắc, một là công tắc bật tắt, bật tắt của máy, và một cái là để bật chế độ nóng. Bật chế độ nóng thì mình có mức 1, mức 2. Đấy, mình muốn nó nóng nhiều thì các bác bật nước 2 chưa? Còn không thì mình bật nước 1 cũng được. Đấy, cái này thì mùa đông rồi. Mùa đông trời miền Bắc này rất là lạnh. Tắm rửa gội đầu xong thì các bác sấy tóc luôn cho em nhá. Các bác lau khô rồi sấy tóc luôn cho em để tránh bị cảm bị ốm. Đấy, cái máy sấy tóc này thì bên em đang bán với giá là 200.000. Hôm nay em giảm giá xuống còn 170.000 và vẫn bao ship cho các bác luôn, hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật sử dụng điện 220V, công suất của nó là 3.500W. Đấy, có điều chỉnh được nóng, được độ nóng luôn, tùy theo các bác luôn. Ví dụ các bác sấy cho con em nhà mình thì các bác chỉ cần bật nước 1 thôi. Còn như em sấy tóc dày thì em hay bật nước 2. Đấy, cho nó nhanh khô. Đấy, các bác lên mã cho em là máy sấy tóc. Máy sấy tóc 170.000. 170.000 là bao ship. Sử dụng điện 220V. Công suất của nó là đi 3.500W. Đấy, mua về sử dụng cho gia đình các em nhá. Đấy, máy sấy tóc 170.000. Tiếp theo thì hôm nay em lại về được một cái lô, đấy là cái dầu nóng của Hàn Quốc. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy, nhà em cái dầu nóng Hàn Quốc này thì bên em đang bán với giá là 40.000 một hộp. Trong đó có một chai dung tích của nó là 100ml. Cái này thì nó dễ dàng sử dụng thôi. Ví dụ cái phùng vần, cái vùng vai gáy hay là đầu gối rồi các thứ của các bác mùa đông người đau nhức mỏi, các bác trực tiếp bôi lên cho em. Đấy, trực tiếp bôi trực tiếp lên cái vùng mình đau nhức mỏi đấy. Là nó dạng của nó là dạng dầu nóng. Nó sẽ giúp mình giảm đau ngay tức thì luôn. Đấy, cái dầu nóng này thì bên em đang bán với giá là 40.000 cho một hộp dung tích của nó là 100ml. Đấy, các bác lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc 40.000. Và các bác mua từ 4 hộp 160.000 là bên em sẽ bao ship. Đây, hàng kem mát đầy đủ, có cả mã vạch các thứ đầy đủ cho các bác kiểm tra đây. Toàn bộ là chữ Hàn Quốc, hàng của Hàn Quốc rất là chất lượng nhá. Đấy, cứ chỗ nào đau mỏi các bác cứ bôi lên cho em. Nó rất là nóng luôn, nóng và mùi cũng thơm. Đấy, các bác bôi lên là nó sẽ giảm đau ngay tức thì cho các bác luôn nhá. Đấy, vai gáy hoặc là đầu gối các thứ, các bác hoạt động nhiều đau mỏi các bác bôi lên cho em sử dụng rất là hiệu quả luôn. Dầu nóng Hàn Quốc bên em đang bán với giá là 40.000 một hộp, dung tích là 100ml, và các bác mua từ 4 hộp 160.000 là bên em sẽ bao ship. Đồ sản phẩm thì còn rất là nhiều nên em xin phép được dừng video tại đây. Đấy, mọi cái nhu cầu mua sắm thì các bác vui lòng liên hệ với các cái số hotline và gọi điện nhắn tin các bạn Zalo, bên em sẽ có nhân viên tư vấn và chốt đơn cho các bác. Các bác ghé kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ nhé, để nhiều người biết đến kênh và mua sắm các cái sản phẩm của bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.